Y san bài chi sứ thiên ngày ba trăm bảy mươi hãy nghe và nhắc lại cách nói chúng ta lại qua đó mua cũng không chết, cũng không muộn. Chúng mần lại qua đó bụt 买也不迟，咱们再过去买也不迟。咱们再过去买也不迟。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung: số lượng，数量。 liệu có trông béo hay không? Khuẩy bú khuẩy chán phẳng Độ dài rất hợp với em Tráng tù khấn sự khớ nỉ Ít nhất cần 190.000 Việt Nam đồng Chỉ sáu yào sử dấu vài Việt Nam tuần. thu hoạch lớn. Tả sâu khổ. Đã học mấy năm tiếng Trung rồi. Xế lợi chỉ nén trung huấn lợ. Thái độ nói chuyện. Xua khỏa thải tủ. Vừa dạo vừa ăn. Biên quảng biên chư. Ngồi đợi. Dùa trở tẩn. Có thể ăn được cay hay không? Nấng buồn nấng chứa lạ. Chủng loại phong phú. Trúng lầy phân phủ. Ngày lễ. Chía rử. Đủ chưa? 够了没有？就这，就等安瓜。从来没吃过在 e c o n d day 还会来的。s u b u 留着肚子。分过期。我的份。 còn phàn nàn, h á i bảo d ư ỡ n việc của bảy tám năm trước, ăn xong, chưa h n lại qua đó cũng không muộn, 再过去也不迟。